Hôm qua, giới chức Mỹ xác nhận số người thiệt mạng do bão lớn kèm lốc xoáy tại các bang miền Nam của nước này đã tăng lên ít nhất 26 người. Lốc xoáy cũng phá hủy nhiều nhà cửa và gây mất điện trên diện rộng. Theo thông tin từ Cơ quan Dịch vụ Thời tiết Quốc gia, lốc xoáy kéo dài khoảng 1 giờ và tàn phá một khu vực dài 274 km. Tại bang Mississippi, nơi hứng chịu thiệt hại nặng nhất, chính quyền bang cho biết có 25 người thiệt mạng do lốc xoáy và hàng chục người khác bị thương. Các đội tìm kiếm và cứu nạn địa phương và liên bang đã được triển khai tới các khu vực bị ảnh hưởng của lốc xoáy. Bang Alabama cũng thông báo có một người thiệt mạng do bão. Tại nhiều bang khác ở miền Nam nước Mỹ, thời tiết cực đoan còn kéo theo mưa đá có kích thước lớn. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gửi lời chia buồn về những thiệt hại do thiên tai tại Mississippi, đồng thời khẳng định cung cấp hỗ trợ liên bang cho công tác phục hồi. Cư dân quanh khu vực Hồ Tahoe dọc ranh giới giữa hai bang California và Nevada của Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng tuyết rơi dày đặc lên tới hơn 15 mét. Lượng tuyết rơi kéo dài nhiều ngày đã khiến tuyết chất đống. Một số mái nhà trong khu vực đã bị sập do sức nặng của tuyết. Nhà khí tượng Mỹ dự báo tỷ lệ tuyết rơi dày nhất và gió mạnh nhất là từ cuối đêm thứ Hai 27 tháng 3 đến chiều thứ Ba 28 tháng 3. Trước tình hình này, khuyến cáo đề phòng thời tiết cực đoan sẽ có hiệu lực đến giữa tuần sau tại những khu vực bị ảnh hưởng.